Qua giờ thì mọi người cũng rần rần cái vụ là cô Phương Hằng nói về Sư Minh Tuệ, và mọi người comment kêu tôi nói về cái việc này rất nhiều. Thì thật ra đối với bản thân của tôi là gì, đúng là đúng mà sai là sai ha. Cho nên tôi sẽ chia sẻ cái quan điểm của tôi, cái cách nhìn nhận cá nhân của tôi về cái câu chuyện này ha. Thì mọi người cũng có thể nhìn thấy là mặc dù là cô Phương Hằng nói nó vẫn đang lấp lửng 50-50, nhưng mà ai cũng nhìn được là gì, là đối với Sư Minh Tuệ thì cô Phương Hằng đang có một cái điều gì đó nó chưa có được tích cực. Cái đó là ai cũng nhìn nhận rõ ha mọi người ha, mặc dù cũng chưa nói gì nhiều đó. Rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái câu chuyện này, sau khi mà cô Phương Hằng nói lấp lửng như vậy thì rất là nhiều người quay xe với cô Phương Hằng. Thì tôi nghĩ đó cũng là một trong những điều mà cô Phương Hằng đã biết đến trước, trước khi mà cô nói ra những cái quan điểm đó của cổ, và cổ đã chấp nhận được điều đó rồi. Cho nên hiện tại là tôi sẽ phân tích trên những cái gì mà cô Phương Hằng đang nói về Sư Minh Tuệ, hoặc là nói riêng về đạo giáo nha mọi người ha. Thì cái quan điểm đầu tiên mà tôi không đồng ý với cô Phương Hằng là khi mà cô Phương Hằng nói là gì, thầy tu thì thầy có phước, còn tôi có phước, tôi phục vụ cho thầy tu thì tôi cũng không có phước. Thì thật ra mình không có quan không đồng ý với quan điểm này. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người cũng biết mà, ngày xưa thì Đức Phật Như Lai, sau khi Đức Phật Như Lai giác ngộ thì Đức Phật truyền đạo lại cho năm anh em Trần Kiều Như, và từ năm anh em Trần Kiều Như là cũng đi khất thực, cũng truyền đạo cho đại chúng, thì mới có được một cái nền Phật giáo như ngày hôm nay ở trong nước nói riêng và ở ngoài nước nói chung. Thì mọi người cũng thấy là ngày xưa thì người dân của chúng ta đó thì cũng gọi là mỗi người một tay một chân, có nghĩa là góp sức để mà ủng hộ các thầy về cái mặt vật chất và tinh thần để cho các thầy có thể tu. Thì bây giờ nó cũng tương tự như vậy mọi người. Cái việc mà chúng ta xây chùa, cái việc mà chúng ta làm công quả vân vân để mà chúng ta ủng hộ cho các thầy tu thì cũng là một cái việc làm rất là tốt và rất là có phước. Bởi vì chúng ta sẽ giúp cho cái chuyện là tạo ra một cái môi trường tu thì đại chúng có thể tu tập, và khi mà đạo giáo đạo Phật càng được truyền bá rộng mọi người thì con người mình sẽ giống như có một cái ngọn hải đăng, chúng ta sống chúng ta biết cách là chúng ta sẽ đi theo hướng nào, chúng ta nên sống theo cái kiểu nào thì lúc nào nó cũng sẽ tốt hơn đó, khi mà chúng ta không biết là cái hướng đi nó sẽ về đâu ha. Thì cho nên đối với mình cái quan điểm này của cô Phương Hằng nó không hoàn toàn đúng. Nhưng mà tại sao mà từ đầu mình nói là sai mà bây giờ mình nói không hoàn toàn đúng? Tại vì mình biết là cô Phương Hằng đang muốn mở rộng cái câu chuyện ra hơn, là ở trong thực tế hiện tại thì mọi người cũng biết mà, là người tu chân chính có, và người tu amateur tào lao cũng rất là nhiều đó. Thì mọi người cũng có thể thấy là ông giám đốc chùa Trigon đó, rồi Life Food Life đó, rồi thầy ông nội đó, mọi người thấy ban đầu như chúng ta cũng tung hô cũng này nọ lọ chai đó, nhưng mà cuối cùng thì nó lại lòi ra một cái này, một đống những cái câu chuyện lằng nhằng. Ở đây tôi chú thích một chút nha, tôi đang không so sánh những người đó với Sư Minh Tuệ nha, chúng ta nên tách riêng hai cái câu chuyện này ra đó. Thì mọi người cũng thấy là cái gì, cái việc mà cô Phương Hằng muốn nói đến là gì, chúng ta phục vụ cho họ tu, chúng ta ủng hộ, nhưng đừng có cuồng quá. Ví dụ như đi là chúng ta ủng hộ các thầy tu ở trong cái giới hạn nào đó thôi. Nhiều người tôi thấy là cuồng thật nha mọi người, để mà người ta truyền vào trong đầu mình những cái tư tưởng là bán nhà bán đất bán này bán kia đi để theo các thầy tu đi, để mà cúng vào chùa đi, thì đó là một cái quan điểm sai. Và ý cô Phương Hằng nói ở đây là gì, đừng quá sùng bái, nên sùng bái ông bà cha mẹ quê hương đất nước. Điều này tôi rất đồng ý và rất là tâm đắc mọi người. Bởi vì sao? Lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy được là gì, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, những vị anh hùng dân tộc đã hy sinh cả cuộc đời của họ cho quê hương đất tổ, đúng không, cho quê hương đất nước, để chúng ta có được cái nền độc lập ngày hôm nay, chúng ta có được cái sự bình yên. Thì Bác Hồ và những người đã hy sinh cho đất nước này, quê hương đất nước cha mẹ mình, là những người đáng sùng bái nha. Chúng ta phải phân biệt rõ hai khái niệm, sùng bái và mến mộ, nó là hai cái câu chuyện khác nhau nha mọi người nha. Còn hiện tại đối với Sư Minh Tuệ và đối với cô Phương Hằng thì tôi thấy là câu chuyện nó vẫn còn đang lấp lửng, đúng không? Cuộc đời này chỉ được phép kết luận khi mà đóng nắp quan tài thôi. Bây giờ cứ nhìn cái bề nổi của tảng băng chìm mà đón cái bề chìm của tảng băng nổi thì là cầm đèn chạy trước ô tô. Đối với tôi nha, hiện tại Sư Minh Tuệ trong lòng tôi vẫn là hình ảnh của một bậc chân tu đó. Vì tôi chắc chắn là hiện tại mặc dù là nhiều người binh thầy hoặc là nhiều người binh cô Hằng đường này kia, thì đối với một người nếu mà tu với cái phong thái tu chân chính như như Sư Minh Tuệ thì sư cũng không có quan tâm đâu mọi người. Thì nếu như mà hiện tại đối với mình vẫn nhìn nhận họ là một bậc chân tu, thì mình giữ gìn một cái hình ảnh đẹp của một bậc chân tu ở trong lòng của mình. Còn cô Phương Hằng là một người vì dân vì nước, cô Phương Hằng là một người vì chính nghĩa ha, thì mình giữ gìn hình ảnh của một người phụ nữ, một người yêu dân yêu nước, sống chính nghĩa ở trong lòng, và chúng ta nhìn nhận trên một cái quan điểm tích cực, và những cái gì mà tốt của ai thì mình sẽ học theo người đó nếu như mà mình cảm thấy phù hợp với bản thân của mình.
Còn ngoài ra thì có câu chuyện hiện tại tôi nói rồi, vẫn còn đang lấp lửng, chúng ta đừng có vội kết luận, đừng có vội chửi bới ai hay đừng có vội nói này nói kia ai, bởi vì cái câu chuyện nó vẫn còn đang còn mọi người ha. Trước giờ tôi nói với mọi người bao nhiêu lần cộng đồng mạng quay xe rồi quay tới quay lui để làm cái gì, thôi đứng yên một chỗ đi, coi mọi chuyện nó diễn biến như thế nào rồi mình hùa theo như thế đó cũng được, đúng không mọi người? Đó rồi bây giờ mình lên mình tranh cãi nhau, mình chửi nhau, rồi mình tranh luận với nhau để làm cái gì khi mọi thứ nó vẫn chưa rõ ràng. Tôi nói mọi người đó, yêu mến là yêu mến, thích là thích, nhưng mà cái câu chuyện ở đây là gì? Những cái gì nó chưa có cái kết thì chúng ta khoan tôn sùng, hay là khoan gọi là nhìn nhận một cách nó gọi là nó quá đà để làm cái gì, đúng không mọi người? Còn bây giờ cả sư Minh Tuệ và cô Phương Hằng hai người vẫn đang có những cái hình ảnh đẹp của mình và chưa có một cái gì chứng minh là làm cái hình ảnh đó xấu đi, thì bây giờ chúng ta cứ nhìn nhận theo cái kiểu đó đi, việc gì mà phải lên đây mà tranh luận tranh cãi để làm cái gì, đúng không? Đó thì người nào thì thích sư Minh Tuệ thì nói là bây giờ là Phương Hằng nó như thế này như thế kia, còn người nào mà thích cô Phương Hằng thì lại chửi những cái người kia, thì cái đó là chúng ta đang làm cho mất phước của chúng ta đó. Việc gì vì những cái câu chuyện như vậy mà phải lên mà làm mất phước của mình làm gì, đúng không? Lên chửi bới người này người kia thì cái chúng ta đang mất phước á. Chính những người á nha, người ta sùng bái sư Minh Tuệ, xin lỗi nha mọi người, những cái người mà người ta yêu mến sư Minh Tuệ, người ta nhìn nhận sư Minh Tuệ như một bậc chân tu đó, mà bây giờ mình lên là mình lại chửi bới này chửi bới kia khi mà mình chưa có bất kỳ một cái gì mà gọi là một cái kết, thì như vậy là mình đang không phải là tu đâu, mà mình đang trực tiếp làm ảnh hưởng đến phước đức của mình đó. Cho nên gì thì gì đi chăng nữa nha, tôi vẫn nói lại kết luận, trong lòng của tôi hiện tại sư Minh Tuệ vẫn là một hình ảnh đẹp và cô Phương Hằng vẫn là một hình ảnh đẹp. Mình nhìn nhận họ là chính họ và mình yêu mến họ vì tính cách, vì con người của họ, chứ mình không nhìn nhận hay yêu mến họ vì số đông đó. Thì thành ra bây giờ chúng ta cứ chờ đi, đúng không? Từ từ rồi quay xe cũng được, mắc cái gì mà mình phải lên đây mình tranh cãi rồi này kia. Hôm qua tôi lên livestream còn có người lên comment tào lao, họ còn chửi tôi, thì đó là những cái người đang có những cái phản ứng tiêu cực đối với một cái câu chuyện của xã hội ha. Rồi ok, mọi người có những cái quan điểm như thế nào comment bên dưới ha, chúng ta cùng bàn luận với nhau nha. Nửa thì ngưỡng mộ thầy Thích Minh Tuệ, một nửa thì chống đối, đang 50-50, và tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng là ông ta đúng chỗ nào, ông ta sai chỗ nào. Được không ạ? Ok nghe chị, em tin chị. Tại vì em tin tưởng chị là cái vấn đề chị nói là, chị nói là vấn đề là chị sẽ chứng minh được cái đúng và cái sai của thầy Minh Tuệ. Em chắc chắn một cái điều là chị sẽ nói như vậy là đúng không? Chị sẽ nói là cái đúng của ngài Thích Minh Tuệ á là vấn đề là tu đúng đạo, đúng đường, là có nghĩa là tu không công trục lợi, không có tất cả một cái gì hết, là mà là một vị chân tu chân chính, là cái đó là cái đúng, đúng không chị? Cái sai ở đây á là chị muốn nói như vậy nè, chị muốn nói là cái sai ở đây á là đơn giản đập bể nồi chén cơm của tụi Sàm Tăng, rồi làm cho tụi nó không có được mất miếng ăn, tụi nó ghen ăn tức ở, là cái sai của thầy Minh Tuệ, đúng không chị? Đúng không? Em hy vọng chị nói như vậy, em rất là mừng, em nói thật sự một điều là như vậy. Còn cái vấn đề nó khác á, em nói thật một điều với chị như thế này. Thì ngày hôm qua hôm nay thì vấn đề người ta rất là bức xúc vì vấn đề cái câu nói của chị. Thì chị ẩn ý này kia, chị cứ nói chưa nói rõ gì hết cái vấn đề. Nhưng mà thật sự một điều ngày hôm nay em cũng tin tưởng vào một cái vấn đề là giống như là đối với một người hiểu biết như chị, là sâu xa như chị, thì cũng biết đâu là vị chân tu và đâu là sàm tăng. Thì tụi em ở đây cũng giống như là hy vọng chị làm cái gì phải nó đúng đường, đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc. Thật sự tụi em chỉ mong như vậy thôi, chứ thật sự ai cũng yêu quý hết. Còn em rõ ràng quan điểm của em, lúc đầu em đã nói rồi, em kính trọng chị, là cái vấn đề là chị làm thiện nguyện, làm từ thiện, tất cả mọi thứ để em kính trọng. Em đã nói rồi rất là nhiều phiên live, ai mà giống như là yêu quý mà cái vấn đề mà xây dựng đất nước quê hương, tất cả mọi điều là tụi em là kính trọng hết, tụi em giống như là ok hết. Còn vấn đề với ngài Thích Minh Tuệ, đơn giản một điều đó là một vị bậc chân tu chúng ta không nên đụng đến, tại vì thầy đã buông bỏ hết rồi, thầy không có đụng chạm bất cứ một cái vấn đề gì của ai hết. Thầy để cho thầy yên và ẩn tu, em chỉ cần mong được như vậy. Nó em chỉ mong là tới ngày đó là chị chứng minh như vậy thôi, là em vui lắm rồi. Nó cái đúng của thầy á là đơn giản, cái đúng của thầy là thu đúng đường đúng đạo, hiểu không? Không có tầm bậy tầm bạ. Có thứ cái sai của thầy á, đây là cái sai của thầy là ở chỗ là cái sai của thầy là làm của tụi Sàm Tăng, có nghĩa là nó bị mất miếng ăn, nó lòi ra tất cả về phản ánh từ xã hội đó. Em hy vọng là chị chứng minh như vậy là em rất là mừng luôn chị nha. Ok chị nha. Tôi thì bây giờ tôi vẫn chưa biết là tuần tới cô Hằng sẽ nói cái gì nha, sẽ nói trải nghiệm cái gì, hoặc là sẽ nói về nội dung gì đối với thầy Thích Minh Tuệ.
Nhưng nếu như mà ví dụ mà nói về cái quan điểm cá nhân riêng của cô giữa giáo hội và thầy Minh Tuệ, mà cô đứng về bên phía giáo hội vì cái lý do đó là trước kia có thể là chùa Giác Ngộ đứng ra để đứng về phía cô, hoặc để nói giúp cô về cái vấn đề là ông Võ Hoàng Yên này lừa đảo, thì cô không thể đem gộp chung một cái việc của thầy Thích Minh Tuệ được. Đó là tôi nói sự thực. Tôi nói sự thực. Nếu như mà cô công bằng ấy, cô công bằng thì cô phải nói đúng, công bằng, khách quan, chứ không được đứng về bên phía mà cô mang ơn, hoặc là đứng về phía mà trước kia người ta đã từng ủng hộ cô. Bởi vì nếu mà cô đem thầy Thích Minh Tuệ ra để cô trả cái sự biết ơn, hoặc là trả về cái việc mà ngày xưa người ta đã từng ủng hộ cô, thì cô sai lầm. Thì cô rất sai lầm, bởi vì là tôi vừa mới xem được một cái video này. Rồi cũng có một số người đó, trong đó có Phạm Gà và một số người khác, nói rằng là tôi nhận tiền rất nhiều của hai vợ chồng anh Quỳnh Huy Dũng và chị Nguyễn Phương Hằng. Đây là cái thông tin bịa đặt 100%, 1 tỷ%. Tôi thú thật với quý vị đó, hai lần anh chị Quỳnh Huy Dũng và Nguyễn Phương Hằng đến tham dự talk show tại chùa Giác Ngộ, tôi chưa hề vận động hai anh chị này cúng cho bất cứ cái gì của chùa Giác Ngộ, và hai anh chị cũng không hề cúng bất cứ một cái gì cho chùa Giác Ngộ. Tôi cũng không hề nhận một đồng xu nào của hai anh chị này. Những gì tôi cần nói là tôi nói bằng lương tâm của tôi. Thì trong thời gian qua đó là có hàng trăm YouTuber đưa cái thông tin sai sự thật rằng là vì tôi nhận tiền của chị Nguyễn Phương Hằng và anh Quỳnh Quý Dũng cho nên là tôi nói thiên vị cho hai anh chị này. Thực ra tôi không thiên vị bên nào. Về quan điểm của tôi á, tôi cho rằng là Võ Hoàng Yên không có khả năng điều trị thật, ngoại trừ một số bệnh nhẹ, bại sụi do tai biến. Nếu nhẹ đó thì có thể chị phục hồi, mà hôm trước tôi cũng đã khẳng định rất rõ, đó là điều trị theo y khoa truyền thống của ngành đông y hay là y khoa truyền thống của ngành tây y, thì bệnh nhân vẫn có thể phục hồi như thường. Và có nhiều cái chứng bệnh đột quỵ đó thì sau thời gian dài 3 tháng là phục hồi, còn câm và điếc bẩm sinh là không thể nào phục hồi được. Thì mong quý vị có thể đón xem, có thể là ngày mai thì giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Trung Thủy và tôi sẽ cùng tham dự một cái talk show về cái việc câm điếc không thể điều trị được, câm điếc bẩm sinh đó là không thể điều trị được, để chúng ta có thêm cái kiến thức về lĩnh vực này. Vào năm 2012 khi tiếp xúc lần đầu với Võ Hoàng Yên thì tôi cũng đã có cái nhận xét đó, chứ không phải là chờ đến bây giờ tôi vẫn còn có nhận xét này. Còn đây lại là một cái video khác. Không biết là cô đang chửi ông thầy chùa nào. Mày qua mặt biết bao nhiêu người, mày đóng vai tu hành, mẹ mày ăn chay, mày niệm Phật, mày nói đạo lý, mẹ mày sống cho nó hợp lý đi, mày cần gì đạo lý. Mà quý vị ơi, từ đây về sau mà ai nói đạo lý là quý vị phải cảnh giác nha quý vị. Vì những con người mà nói những cái đó là những người đạo đức giả không đó quý vị. Nên là hy vọng là cô Hằng, hy vọng là cô Hằng sẽ có cái cách phân biệt và những phát ngôn công bằng nhất. Về hy vọng rằng là cô Hằng sẽ không có chuyện đó là nghiêng về phía bên nào, bởi vì là mang ơn, hoặc là bởi vì là bên đó đã hỗ trợ cô có tiếng nói về ông Võ Hoàng Yên đấy. Bây giờ chỉ có hy vọng mỗi một điều là cô công tư phân minh, có nghĩa là công và tư rõ ràng đấy, chỉ có vấn đề đấy thôi nhá. Còn đâu để quyết định là có ủng hộ cô nữa hay không thì chờ thứ bảy chủ nhật tuần này thì tôi mới có thể quyết định được. Đấy, vẫn hy vọng rằng là cô là người công tư phân minh nha.